diễn viên Mai Phương sẵn sàng nối lại quan hệ với Phùng Ngọc Huy. Mai Phương là một diễn viên được biết đến qua các vai diễn trong phim Hương Phù Sa, Xóm Cào Cào, Trai Nhảy. Ngoài đóng phim, cô còn tham gia ca hát, nhảy múa, dẫn chương trình. Cô từng tham gia đội kịch Tuổi Ngọc, là thành viên của vũ đoàn Hoàng Thông, ca sĩ trong nhóm Candy. Mai Phương cũng làm MC trong các chương trình Ngày Chủ Nhật Của Em, Bệ Phóng Tài Năng, Chuyện Phái Đẹp. Năm 2010, cô quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát và đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Có thể nói, thời điểm này Mai Phương cũng là một cái tên khá nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang phát triển, thì nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ rằng cô đang mang thai, đứa bé là con của nam ca sĩ diễn viên Phùng Ngọc Huy, và sẽ tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Ngoài ra, thời điểm này, mối quan hệ của cả hai cũng bắt đầu rạn nứt. Là khách mời của chương trình Phụ Nữ Quyền Năng, nữ diễn viên MC Mai Thu Huyền đã dành lời khen, sự khâm phục cũng như ngưỡng mộ dành cho người em đồng nghiệp trước mọi khó khăn trong cuộc sống. Nữ diễn viên đã hỏi Mai Phương về mối quan hệ hiện tại giữa cô và Phùng Ngọc Huy. Cô cho biết, tôi xác nhận anh Huy là ba và tôi là mẹ của Lavia. Tôi cảm thấy may mắn vì đến thời điểm này, không riêng anh Huy, mà tất cả những người bạn đã đồng hành cùng tôi trong thời gian qua đều rất tốt, nhìn nhau có sự yêu thương. Tuy không phải tình yêu nhưng có việc, có chuyện họ đều chia sẻ chân thành. Sau những đau đớn, tổn thương thì tôi đã trở lại bình thường. Nếu anh Huy đặt mối quan hệ bình thường, thì tôi vẫn vui vẻ vì muốn giữ cho mình sự tôn trọng, vui vẻ. Sau gần một năm điều trị căn bệnh ung thư phổi, sức khỏe diễn viên Mai Phương đang tiến triển tốt, tế bào ung thư dần teo lại. Những bộ phận bị ăn mòn cũng đang được tái tạo. Hiện tại, nữ diễn viên Những Thiên Thần Áo Trắng dần trở lại với công việc để bớt nhớ nghề. Cô luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ trong suốt quá trình điều trị dù bị nhiều cơn đau hành hạ. Chia sẻ về khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh, cũng như nghị lực ở người con gái nhỏ nhắn này, Mai Phương lạc quan vui vẻ cho biết, thời điểm biết bệnh mỗi lần đi xét nghiệm ra mỗi kết quả khác nhau, nhưng sau đó, tôi ho ngày một nhiều hơn, đi khám và chụp thì phát hiện ra lá phổi trái bị mất, phòng khám bảo phải qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để được khám kỹ hơn. Tôi ban đầu còn nghĩ rằng không biết mình bị lao hay ung thư, lúc đó tôi còn nghĩ, nếu như mình bệnh lao đi làm thì phải né tránh mọi người trong khi công việc đã nhận rồi, thì sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu ung thư thì mình vẫn có thể đi làm được. Cười, lúc cầm trên tay kết quả ung thư, tôi gọi điện cho bạn thân của mình là ca sĩ Trương Bảo Như, báo cho bạn biết kết quả bệnh. Lúc đó cô bạn thân khóc sùm, khóc quá trời trong khi tôi vẫn rất bình tĩnh. Tôi quan niệm rằng, bệnh đã đến thì chấp nhận sống chung, chưa hiểu rõ về căn bệnh lắm nhưng nếu như bản thân mình sống lành mạnh, thì phải có chế độ phù hợp để duy trì tốt trước đã. Là một nghệ sĩ siêng năng, cần mẫn, Mai Phương vẫn luôn cố gắng hoàn thành vai trò của mình dù ở bất cứ cương vị nào. Cho dù đang chống chọi với căn bệnh, nữ diễn viên vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình bằng cái tâm. Chia sẻ về khoảng thời gian phát hiện căn bệnh, nhà giàu cũng là lúc Mai Phương còn nhiều show diễn đang chờ đợi. Thời gian đó tôi chưa muốn nhập viện vẫn còn nhiều show diễn đã nhận lời trước đó. Tôi dự định hoàn thành xong các show diễn đó rồi mới nhập viện. Ban ngày tôi vẫn đi làm bình thường nhưng tôi đến các khớp, xương đau đến nỗi thuốc giảm đau vẫn không có hiệu quả. Tuy nhiên, sau đó các bác sĩ ở bệnh viện 175 nhắn cho tôi một tin nhắn rất dài với nội dung yêu cầu nhập viện ngay, nếu không sau 2 tuần xương sẽ bị gãy hết, và sau 2 tháng mạng sống khó bảo toàn, thấy thế, tôi mới nhập viện. Ngày đầu nhập viện, bác sĩ còn bảo tôi rằng, em thấy chị rất lạc quan đấy, những người khác thì em không dám nói thẳng như thế đâu nhưng với chị thì em nói. Ngày đầu tiên ở bệnh viện, mọi người thân không ai có thể đụng vào người tôi vì đụng nhẹ vào là người đau. Đau đến nỗi tôi không thể ngồi, mà phải bò lê lết khắp nơi trong phòng để cho quên đi sự đau đớn. Lúc đó, ba mẹ chỉ biết nhìn rồi khóc vì thương xót. Khoảng 3 tuần cấp cứu, điều trị và uống thuốc, có rất nhiều người hỏi tôi có biết nguyên nhân vì sao không nhưng tôi chỉ cho rằng mình không hút thuốc, nhậu nhẹt thì chắc là do lao lực. Thay vì phải đi tìm cho ra nguyên thân thì mình hãy tìm biện pháp sống chung với nó, sống với hiện tại và hạnh phúc với cuộc sống đó, Mai Phương trải lòng. Khi được hỏi về sức khỏe hiện tại cũng như quá trình điều trị, nữ diễn viên cho hay, sau khi sử dụng thuốc một thời gian, thì các bệnh nhân ung thư đều có cơ chế bị lờn thuốc. Chính vì thế thời gian qua sức khỏe của tôi yếu hơn, nhưng hiện tại, tôi đang sử dụng thuốc mới rồi. Bên cạnh đó, Mai Phương cũng có một mong muốn nhỏ, trong tương lai là được đồng hành cùng con được dài hơn và mong được bình an. Nữ diễn viên cho rằng, cô không dám nhận mình là người truyền cảm hứng. Có những ngày đang phải điều trị, có những ngày bê xê lết vì đau đớn nhưng cô vẫn muốn chia sẻ những điều tích cực, chứ không muốn mọi người phải thấy mình mệt mỏi, đau đớn. Hà Tùng Long, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.